Xin chào các bạn, những bạn thấy cái chiếc ống kính rất hầm hố trên tay mình đây. Thực tế nó là cái chiếc ống kính với tiêu cự 50mm. Thì như các bạn thấy những cái hãng khác, cái ống 50mm thì nó có tí xíu thôi. Nhưng mà đây, cái ống kính mới nhất của Bentax, cái chiếc ống kính này rất được mọi người trông đợi, nhất là những người dùng Bentax. Đó. Thì mình có cái bài giới thiệu cái ống kính này cách đây vài ngày, khi Bentax người ta bắt đầu người ta công bố giá chính thức và cái thời gian bán ra vào cuối tháng này. Nói sơ về cái chiếc ống kính 50mm Bentax F1.4 này thì nó đã được Bentax giới thiệu vào nhân kia cái sự kiện CB Cộng 2018. Nhưng mà cho tới bây giờ thì họ mới đưa ra thông số chính thức của cái chiếc ống kính và cái giá bán. Thì hôm nay mình sẵn tiện mượn được cái chiếc ống kính này từ Bentax Việt Nam và mình có một số trải nghiệm cùng các bạn để chia sẻ với các bạn. Như các bạn thấy đây là cái bề ngoài của chiếc ống kính Bentax 50mm F1.4. Thì chiếc ống kính này nó có cái tên mã là FA sao cộng 50mm SDMAW. Các bạn có thể thấy cái chữ ký hiệu là DF sao trên thân ống kính. Cái tiêu chuẩn mới này nó thể hiện cái việc ống kính sẽ hỗ trợ cái độ phân giải cao với cái độ tương phản cao, bokeh đẹp và sẽ giúp giảm thiểu cái hiện tượng quang sai và mang lại chất lượng hình ảnh cao cấp nhất. Tiếp theo là về cái vẻ bề ngoài của cái chiếc ống kính Bentax 50 F1.4 này thì nó có cái thân ống kính làm bằng kim loại cứng cáp nặng. Trọng lượng của ống kính này nó khoảng cỡ 910g. Và theo như Bentax thì cái ống kính này nó có thể chống chọi được thời tiết, nghĩa là các bạn có thể cầm cái ống kính này chụp ở dưới mưa phùn và nước tạt vô tư, các bạn không có cần quan tâm gì hết, nhất là khi các bạn gắn lên những cái body như chiếc K1 hoặc K1 Mark 2. Như các bạn thấy đây là cái răng cao su đỏ ở đây, nhưng mà phía trong ống kính, những cái khớp nối giữa các ống kính, giữa các vòng lấy nét thì họ còn trang bị rất là nhiều răng cao su nữa để giúp cái việc chống chọi thời tiết, giúp bụi bẩn nó không có xâm nhập vào ống kính. Cái lưu ý tiếp theo trên cái chiếc Bentax này, chúng ta có cái hood rời và trên hood nó có một cái cửa sổ để chúng ta mở ra và chúng ta có thể gắn cái filter Bola để chúng ta xoay khi gắn ống kính xoay mà không phải mở cái hood này ra. Cái khoảng cách lấy nét nó được giảm xuống rất là nhiều, với cái khoảng cách lấy nét gần nhất của cái chủ thể là khoảng 40cm, giúp chúng ta có thể chụp được nhiều cái thể loại hình ảnh hơn, như là chụp close up hoặc chụp đồ ăn, thức uống, vân vân. Về cái cấu tạo quang học bên trong của chiếc ống kính này thì nó được trang bị với cái thành phần thấu kính phi cầu kết hợp với hai cái thành phần thấu kính phi cầu phân tán bất định. Nó nằm ở phía nhóm thấu kính lấy nét sau và nó có một cái thành phần thấu kính phi cầu phân tán bất định nó nằm phía đằng trước của ống kính, giúp sửa các lỗi quang sai và đảm bảo cái khả năng tái tạo màu sắc tốt, giúp tạo ra hình ảnh sắc nét hơn và không bị biến dạng. Cái ống kính này nó có 9 lá khẩu dạng tròn và như các bạn thấy thì chiếc ống kính này nó không có cái, nó sử dụng lá khẩu điện tử, chúng ta không thể điều khiển cái lá khẩu được, nghĩa là chúng ta chỉ gắn vô máy và điều khiển cái khẩu nó thay đổi trên máy mà thôi. Như các bạn thấy đây thì nó sẽ mở hết cái lá khẩu, nó sẽ mở hết suông từ đầu tới cuối. Cái bề mặt của ống kính này được cái phủ cái công nghệ nano, là cái công nghệ phủ coating Aerobrite Coating 2 và HD Coating do Bentax phát triển. Nó giúp cái ống kính này có thể giảm thiểu cái hiện tượng ple và bóng ma xuất hiện trên ảnh trong những cái trường hợp bị chiếu ánh sáng ngược hoặc là khi mà chúng ta không có sử dụng hood, vân vân. Cái điểm lưu ý cuối cùng trên cái chiếc Bentax 50 F1.4 này thì nó sử dụng cái hệ motor lấy nét mới mạnh gấp 7.5 lần những cái ống kính khác của Bentax để giúp tốc độ lấy nét nhanh hơn và cái tốc độ bắt nét chính xác cái chủ thể hơn. Thực tế khi mình trải nghiệm chiếc ống kính này thì mình thấy nó lấy nét rất là nhanh và hầu như là nó bắt nét trên chủ thể rất chính xác, kể cả khi mà mình mở khẩu lớn 1.4. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái chiếc Bentax 50 F1.4mm này trên cái chiếc K1 Mark 2 mới vừa ra mắt. Mình sẽ có một số trải nghiệm cùng các bạn để chia sẻ với các bạn cái chất lượng thực sự của cái chiếc ống kính này như thế nào trong bài viết. Rồi, xin cảm ơn các bạn.